Xin chào các bạn. Ở trong bài hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc với chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C, với yêu cầu là viết chương trình nhập vào hai chuỗi S1 và S2, nối chuỗi S1 S2 vào S1, xuất chuỗi S1 ra màn hình. Với bài này thì yêu cầu chúng ta nhập vào hai chuỗi là S1 và S2. Sau đó thì ta nối chuỗi S2 vào phần đuôi, phần sau của S1. Và sau khi nối chuỗi S2 và S1 thì đã xuất chuỗi S1 có ra màn hình. Thì đấy là cái yêu cầu của cái bài này. Thì chúng ta cùng nhau bật cái DFC cùng cộng lên để chúng ta làm cái bài này. Chúng ta nhập nhập hai chuỗi S1 S2, rồi ta nối S2 và S1, và sau đó là gì ạ? Xuất S1 ra màn hình sau khi đã nối S2 vào. Ở đầu tiên thì chúng ta khai báo thư viện etdio.h. Ở đây làm việc với chuỗi ký tự hay là sâu ký tự thì chúng ta khai báo thêm cái thư viện này là trình.h nhé, trình.h. Ở đây ta có thể viết hàm và sau đó ta gọi nó trong main. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể viết tất cả trong main. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta khai báo cái thư viện là khai báo thư viện xong rồi. Bây giờ chúng ta khai báo cái chuỗi S1, S2. Người ta đưa thông báo 10 bạn nhập vào chuỗi ký tự S1. Ở đây để nhập thì ta có thể dùng scanf, có thể dùng gets hoặc là fgets. Giờ sẽ đây ta dùng gets thì tham số chuyển vào đây nó chính là cái S1. Đấy, tương tự đối với chuỗi S2, mời bạn nhập vào chuỗi ký tự S2 GS E2. Vậy ta có thể sử dụng cái hàm mà được hỗ trợ sẵn ở trong C. Đây là cái hàm ETR get để nối chuỗi nhé. Tham số truyền vào là S1 S2. Chỗ này thì chúng ta có thể hiểu là gì ạ? Chỗ chính là S1 bằng S1 đấy, nối nhạc với S2. Thực ra nói ghi là cộng ở đây cũng không phải là chính xác đúng không ạ, mà đây chúng ta hiểu nó là nối đấy đúng không? Nối cái S1 và S2 vào phần đuôi của S1 và ta thu được một cái chuỗi S1 mới. Sau đó là gì ạ? Đã xuất ra màn hình chuỗi S1 sau khi nối S2 vào. Ở đây định dạng là phần trăm S và đây là gì ạ? S1. Đây là kích chuột compile and run hoặc là gì ạ? Bấm F11 để giả sử S1
Tôi nhập là tôi nè, SI. Người Việt Nam là thì chuỗi S1 sau khi nối S, ta nối S2 vào là tôi là người Việt Nam. Đó. Hoặc ta thử ở chuỗi khác, ví dụ như là điện. Sinh viên Việt Nam đưa ra rất nhiều dấu cách. Đấy. Sinh viên Việt Nam. Đấy. Là thì đây là cái trường hợp mà ta sử dụng cái hàm để thực hiện việc nối hai chuỗi mà hàm có sẵn ở trong C. Bây giờ là gì ạ? Chúng ta không muốn sử dụng cái hàm có sẵn này nữa. Và bây giờ ta thực hiện nối chuỗi này bằng cách là gì ạ? Chúng ta sẽ duyệt từng cái ký tự ở trong chuỗi S2 và đưa nó vào phần đằng sau của chuỗi S1. Để làm được điều đó thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ khai báo một cái biến N1, với N1 được gán bằng cái chiều dài của cái sâu ký tự S1. Cái biến nguyên N2 thì được gán bằng cái chiều dài, được gán bằng chiều dài của sâu ký tự S2 nhé. Sâu ký tự hay chuỗi ký tự. Sau đó là gì ạ? Ta duyệt từng ký tự ở trong chuỗi S2. Và đưa từng ký tự này vào cái phần sau, đúng không ạ? Phần đằng sau của chuỗi S1, tức là gắn S1 phần tử thứ N1 đấy, là bằng S2 Y, đúng không ạ? Y đây nó chạy từ 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 0 cho đến là gì ạ? N-1. À, thế còn cái chuỗi S1 này, thì chúng ta sẽ cho nó chạy từ N1. N1 thì nó bằng chiều dài của chuỗi ký tự S1. Đó. Rồi sau đó là gì ạ? Tăng cái N1 lên 1. Đấy, thì như vậy là gì ạ? Ta sẽ duyệt từng ký tự của chuỗi S2 và đưa nó vào phần đằng sau của chuỗi S1. Đấy. Như vậy thì với cái chuỗi ký tự là S2 thì ta duyệt từ đầu, đúng không ạ? Bắt đầu từ vị trí số là 0 cho đến là gì ạ? N2-1. Thế còn khi mà nối đưa từng ký tự của cái chuỗi ký tự S2 và S1 ấy, thì cái S1 này nó sẽ chạy từ N1 với N1 là bằng chiều dài của chuỗi ký tự S1. Đấy, và sau đó là gì ạ? Ta cứ tăng tăng N1 lên lên 1 đấy, đúng không ạ? Và sau đó là gì ạ? Ta in chuỗi ký tự lên màn hình. Chạy nhé, ví dụ như là tôi nè hai chấm này. Đó, người Việt Nam. Đó, không ạ? Tôi là người Việt Nam. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không ạ?
chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì như vậy là với cái bài nối chuỗi như thế này, thì một là chúng ta sử dụng cái hàm được hỗ trợ sẵn ở trong C, đó là hàm FTRK, hoặc là gì ạ, chúng ta có thể tự viết cái việc nối chuỗi này bằng cách là gì ạ, duyệt từng ký tự ở trong cái chuỗi S2, bắt đầu từ ký tự đầu tiên, đúng không ạ? Và sau đó là gì ạ, với mỗi ký tự ta duyệt được thì đưa nó vào cái phần đằng sau của cái chuỗi S1. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta sẽ thu được một cái chuỗi S1 mới bao gồm cái nội dung của chuỗi S1 ban đầu cộng với này gì ạ, các cái ký tự được đưa vào từ chuỗi S2. Đấy, thì đấy là cái bài tập về nối chuỗi. Đấy, bài học của chúng ta hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học kế tiếp.